Dạ vâng, xin kính chào để các bác nhá. Chào mừng tất cả các bác quay trở lại với khi kênh của em Huyền Audio ạ. Đấy, để tiếp tục các video thì ngày mai đây em lại sẽ tiếp tục giảm giá thanh lý cho bác những bộ mic không dây này. Đấy, những chiếc vang Grace số và đặc biệt nhá. Ngày hôm nay cửa hàng em lại cập bến một phiên bản nữa. Đấy, đẩy Ryan phiên bản màu tím này rất là đẹp. Đấy, lô này là trước về được gần 50 con, hết sạch luôn. Đấy, thực sự các con này về quá cháy hàng. Đấy, ngày hôm nay em lại tiếp tục cập bến cho bác. Đấy, thêm được 5-6 con nữa. Đấy, ngày hôm nay nhá, chiên khuyến mãi cho hai con đầu tiên này với giá cực kỳ là tốt. Đấy, nên rất là mong mỗi bác vào video hoan hỉ ủng hộ cho em xin một like, một đăng ký kênh cũng như là ấn nút chuông các nhá. Đấy, để không bỏ lỡ những video tiếp theo nha em ạ. Đấy, thì ngày hôm nay em có một hai bộ mic JBL. Đấy, ba là KC10, một dòng mic nói quá là cao cấp luôn. Đây, giới thiệu bác một chút này. Đấy, phiên bản màn hình kết hợp cho bác là cả kênh 1 và kênh 2 luôn đây. Đấy, ở đây là dò tần số của nó này. Đấy, và tăng nhỏ volume của hai kênh rất là dễ dàng luôn ạ. Đấy, phiên bản 2 dâu các nhá. Đây, phiên bản 2 dâu, sóng con này rất là xa, sóng rơi vào tầm 30-40 mét. Đấy, và đây tai mic của nó này các này. Tai mic của nó đây. Đấy, bằng kim loại các nhá. Tai mic bằng kim loại rất là chắc chắn luôn đây. Đấy, côn con này nó cực kỳ chất lượng luôn đây, cho các xem một chút. Côn như này nó khỏi bàn rồi, rất hay, rất đẹp. Đây các này, đây chất lượng chưa ạ? Nó quá chất lượng luôn, một dòng mic JBL không còn nào chê đâu được. Đấy, em sẽ alo tiếng mic rồi em lại báo giá cho bác. Đảm bảo các bác nha, mức giá trong video này không ở đâu người ta bán luôn. Đấy, mức giá trong video này không ở đâu người ta bán luôn. Đấy nên rất là mong mỗi bác vào video hoan hỉ ủng hộ cho em xin một like, một đăng ký kênh cũng như là ấn nút chuông các nhá. Đấy, em cảm ơn rất là nhiều. Đây, test chất âm trực tiếp cho bác luôn này. 5, 6, 7, 1, 2 6, 7, 1, 2. Mùa xuân vừa đến, hoa về trên những bàn tay. Rồi anh lại đến, thay mua áo mới vì em. 6, 7, 1, 2 5, 6, 7, 1, 2. Có nghe chất âm không? Quá là hay luôn. Đấy, thì ngày hôm nay em còn hai bộ mic như này. Đấy, lên tranh lý cho bác. Đấy, bác nào chốt nhanh tay, nhắn tin hoặc là gọi điện vào số này cho em. Đấy, 096 967 3336. Đúng là chốt mic JBL cho em. Đấy, chốt mic JBL. Ngày hôm nay để cho mức giá chỉ với 750k thôi ạ. Đấy, 750k của mic JBL như này thực sự là mới tầm giá này nhá. Không ở đâu người ta dám bán luôn. Em dám khẳng định như vậy. Đấy, hàng vẫn nguyên hộp, nguyên đai, kiện cho bác phụ kiện đầy đủ luôn. Đấy, tặng kèm với 6 ly dây nguồn đầy đủ chống lan cho bác. Đấy, bác nào chốt nhanh tay, em còn 2 bộ thôi. Chốt nhắn tin hoặc là gọi điện vào số điện thoại cho em. 0969673336. Vừa là chốt mic JBL cho em. Đấy, 750k em bao ship đây. Test chân một lần nữa lại cho bác này. Nghe là quá hay luôn các bác ơi. 5, 6, 7, 1, 2 6, 7 5, 6, 7, 1, 2. Ông nghe chất âm không? Quá là hay luôn. Cực kỳ xứng đáng. Các bạn dùng này dùng gia đình quá là hay luôn. Đấy, bác là chốt nhanh tay, nhắn tin hoặc là gọi điện vào số này cho em. 0969673336. Vừa là chốt mic JBL cho em. 750k em sẽ bao ship. Đấy, bác là nhanh tay nhá. Và tiếp theo sau đây bác ơi. Đấy, ngày hôm nay em còn được 3 bộ, 3 chiếc vang cừu lai số DX4-6. Thực sự có phiên bản này nó quá cao cấp luôn. Đấy, về lô nào hết lô đấy, thực sự không đủ bán cho bác. Đấy, ngày hôm nay em lên giảm giá cho bác 3 chiếc vang cừu lai số DX4-6 như này. Thực sự dòng vang này là dòng vang cừu lai số kèm lọc xì cao cấp nhất của cả hàng em. Hàng chính hãng của EDC luôn đấy ạ. Đấy, phiên bản kèm hệ thống lọc xì bên trong này, nó giúp lọc tiếng nhạc này, nó giúp vừa lọc tiếng nhạc này vừa chỉnh bass trung chép cực kỳ là hay luôn ạ. Đấy, đầu tiên là một volume, hai volume này để tăng giảm volume của mic và volume của music. Đấy, và các chế độ chống ngủ khác nhau. Và đặc biệt nhá, con này có 6 chế độ chống khác nhau các ạ. Đây, các bạn nhìn chiếc FBX này, bấm vào xem. Đấy, 1 2 3 4 5 6. 6 chế độ chống ngủ khác nhau. Thực sự con này chống ngủ cực kỳ là tốt. Đấy, tí em sẽ test trực tiếp cho bác luôn. Đấy, các dùng gia đình thì nên dùng 1, dùng 2 thôi. Chống ngủ đã cực kỳ là tốt rồi ạ. Đấy, và EQ chế độ đánh nhạc này. Đấy, rất là nhiều chế độ khác nhau. Và priority chế độ phát biểu. Đấy. Và các ông có chuyển cổng nhá. Và đặc biệt này, con này đầy đủ cho bác từ cổng Bluetooth này, cổng quang này, COA này. Đấy, AX1, AX2 đầy đủ cho bác luôn. Các ông muốn chuyển cổng, các bác bấm nút input cho em là nó sẽ chuyển cổng, các bác kết nối được cổng AX1, các bấm chuyển sang AX1. Các bác chế độ kết nối AX2, các bác bấm chuyển sang AX2. Các bác kết nối cổng quang thì các bấm chuyển sang cổng OTPO. Đấy, Bluetooth, em đang bắt Bluetooth đây. Nó sẽ hiện ra chữ BT này các bác nhá. Đấy, và cũng như là chỉnh bass trung chép của mic, effect hay là music rất là dễ dàng luôn ạ. Đây, nó có ví dụ nó 3 zoom
ba nút vặn này, ba nút volume của mic effect cũng như là music này, có ấn vào cho em. Đấy, nó ghi là ký hiệu là mic T là mic chép các nhá. Ấn một phát nữa là mic M là mic trung. Đấy, mic B là mic bass. Đấy, effect cũng vậy, rất là dễ dàng. Và đặc biệt này, con này có gì vật echo gì vật riêng biệt luôn. Đấy, con này chỉnh cực kỳ hay. Đấy, các bác yên tâm nhá, em sẽ chỉnh sẵn cho các bác. Đấy, các bác về chỉ việc sử dụng thôi ạ. Đấy, em sẽ chỉnh sẵn cho các bác hết rồi, các bác về chỉ việc sử dụng thôi. Ở đây chính là đằng sau của những chiếc vang cửa số DX46 đây các ơi, ra gồm cho bác là 4 đường ra này, 2 đường ra loa RA và LA đây, 2 đường ra súp, súp A1, súp A2. Đấy, và đường ra súp đầy đủ dây calon của dây sen cho các bác này. Và các đường tín hiệu vào như đã bảo các bác là AVX1 này, AVX2 này, OTP này, COA này, và đường cần Bluetooth các bác nhá. Cổng quang đầy đủ luôn ạ. Và hai jack cắm mic cho bác. Đấy, thực sự các bác là phiên bản này nó quá chất lượng luôn. Phiên bản vang cơ số kiểm lọc gì của thương hiệu EDC, một dòng vang cực kỳ chất DX416. Dòng này chất âm nó không phải bàn rồi, nó quá xứng đáng luôn. Và ngay sau đây nhá, em sẽ test một chút chất âm. Đấy, từ tiếng nhạc đến tiếng mic, rồi sau đó em sẽ báo giá cho bác. Đảm bảo các mức giá trong video này rất là hấp dẫn luôn ạ. Và sẽ có những phần quà kèm theo các bác nhá. Ở đây rất là mong mỗi bác vào video hoan hỉ ủng hộ cho em xin một like, một đăng ký kênh cũng như là ấn nút chuông các bác nhá. Để em cảm ơn rất là nhiều. Đây, test chất âm một chút ạ. Chất âm không? Nó quá hay luôn ạ. Một thực sự dòng vang cửa số DX46 này nó kèm lọc xì bên trong cực kỳ là hay. Và ngay sau đây em sẽ test lại một chút tiếng mic cho bác. Đấy, test trực tiếp trên bộ mic JBL vừa nãy luôn đây. Đấy. 5 6 7 1 2. 5 6 7 1 2. Mùa xuân vừa đến, hoa về trên những bàn tay. Rồi anh lại đến thay mua áo mới vì em. 6 7 1 2 5 6 7. Có nghe chất âm không? Ê trô gì bật con này, em thấy con này cực kỳ mượt mà, rất là hay luôn ạ. Đấy, thì ngày hôm nay em còn 3 chiếc duy nhất đấy, 416 hàng lên hộp, hàng chính hãng của ETC luôn. Đấy, bắt đầu chốt nhanh tay, nhắn tin hoặc là gọi điện vào số đại cho em 096 967 3336. Gọi là chốt vang DX6 cho em. Chốt vang DX6 ngày hôm nay để cho bác mức giá chỉ với là 1.550.000. Đấy, và đặc biệt này, tặng kèm cho bác là 1-2 dây giác kết nối calon hoặc dây ba sen. Và tặng kèm tiếp tục là một dây quang dài 2 mét như này. Đấy, để các bác kết nối đường cổng quang của TV nhà mình và đường cổng quang của con vang này các bác nhá. Để các bác chốt nhanh tay, thực sự dòng này không còn nhiều đâu. Đấy, vang đến 4.6 và thực sự dòng vang quá cao cấp luôn. Đấy, bác chốt nhanh tay, nhắn tin hoặc gọi điện vào số lại cho em 096 967 3336. Cũng là chốt vang đến 6 cho em 1.550.000, em sẽ bao ship cũng như là tặng kèm dây kết nối với bác và tặng kèm một dây quang dài như này. Hàng chính hãng của EDC bảo hành 2 năm. Đấy, nhận hàng, kiểm tra hàng, test hàng thoải mái cho em. Đấy, được chưa ạ? Để bác chốt nhanh tay các bác nhá. Số lượng không còn nhiều đâu, 3 chiếc giảm giá cho bác đây. Đấy, các bác chốt rồi thực sự nhanh tay ạ. Và tiếp theo sau đây các bác ơi, ngày hôm nay theo yêu cầu của bác rất là nhiều, các bác hỏi về những chiếc đẩy xe màu tím này. Đấy, thì ngày hôm nay nó lại tiếp tục cập bến cho bác những chiếc đẩy xe cực kỳ chất lượng như này. Đấy, các bác nhìn thấy chất lượng không? Đấy, rồi tí em sẽ cho bác biết tại sao vì nó chất lượng thôi nhá. Đấy, phiên bản đẩy Zoyan này, thực sự quá là dòng đẩy này nó quá là cao cấp chất lượng luôn. Hàng Zoyan thì không phải bàn rồi. Đấy, công suất của nó là tầm 900W một kênh, đánh cho bác là 2 cặp 30 và 1 cặp 40 con 100 thoải mái cho em. Đánh căng đét luôn. Đấy, và đây chính là nội thất đằng trước. Đây, đằng trước này, và đằng sau cho bác xem đằng sau một chút này. Đằng sau của nó sẽ bao gồm cho bác là hai đường tín hiệu này. Đấy, hai đường linh, quạt gió này, và ổ vặn para chiếc tay đầy đủ luôn này, các cầu giao loa cũng như là các ổ vặn điều chỉnh. Đấy, dây nguồn này cực kỳ chắc chắn luôn, và quạt gió đằng trước đằng sau này đảm bảo các con này tản nhiệt cực kỳ tốt luôn. Và đây chính là nội thất bên trong của chiếc đẩy Real này đây các bác ơi. Bác nhìn thấy là nó có đẹp không? Nó quá chất lượng luôn. Đấy, rất là hiếm những dòng đẩy hai kênh nào mà nó có chất lượng như này luôn, thực sự hiếm luôn. Đấy, nhưng ngày hôm nay em về được cho các bác đặt thêm mấy mẫu. Đấy, đây như là đầu điển hình là con Real này cực kỳ đẹp và chất lượng. Đầu tiên là một nguồn đồng này, các bác nhìn thấy nguồn đồng con đẩy hai kênh nào mà chất lượng như này không? Nó quá chất lượng luôn, riêng để hai kênh thì con này là chất lượng số 1 luôn ạ. Đấy, đây các bác xem này, nguồn đồng 100% các bác nhá. Đấy, chạy 8 trụ. Đấy, chạy 8 trụ chuẩn luôn này. Và con này chạy tổng bộ watt số chính cho về tầm 30 sò các bác nhá. 30 sò. Đấy, 30 sò MG MGL. Đấy, 30 sò MGL và máy chạy mạch GH
Và đặc biệt, điểm đặc biệt của con đẩy này này là nó sẽ có hai kênh, nó sẽ có mạch xử lý tiếng này các này. Đấy, hai kênh nó sẽ có mạch xử lý tiếng cho bác. Đấy, đảm bảo con này xử lý tiếng cực kỳ hay, bao khỏe, bao chất lượng cho bác luôn. Đấy, và ngay sau đây sẽ test lại chất âm một chút cho bác, rồi tí nữa sẽ báo giá cho bác. Đấy, đảm bảo các mức giá trong video này rất là hấp dẫn luôn. Giảm giá cho bác hai chiếc đầu tiên các bác nhé. Hai chiếc đầu tiên. Đấy, các bác chốt nhanh tay, nhắn tin vào cho em nhá. Đấy, các bác đợi em một chút, em test nhạc trực tiếp cho bác luôn này. Bao khỏe, cực kỳ khỏe các bác ơi. Đấy, các bác cùng em xem nhé, nội thất của tuần ca nó lần nữa nhá. Nó quá khủng khiếp luôn ạ. Đấy, một dòng đẩy Ryan công suất là 900W một kênh, đánh cực kỳ khỏe, bao hay, bao khỏe cho bác. Đấy, ngày hôm nay em còn hai chiếc như này. Hai chiếc đầu tiên cho bác, hai bác nhanh tay đẩy bãi các bác nhá. Đấy, bác chốt nhanh tay, nhắn tin hoặc là gọi điện vào số điện thoại xem 0969673336. Bác chốt đẩy Ryan xem. Chốt đẩy Ryan. Đấy, ngày hôm nay để cho bác hai chiếc đầu tiên này, giá chỉ với là 3.900.000 đồng thôi ạ. 3.900.000 đồng em sẽ bao ship cũng như là tặng kèm dây kết nối calo cho bác bảo hành 3 tháng. Đấy, đẩy ba chất lượng như này, con này nặng tầm 25 đến 30 cân các bác nhá, cực kỳ nặng luôn. Đấy, để nó đảm bảo chất lượng của nó bác cực kỳ tốt. Đấy, 3.900.000 đồng em sẽ bao ship cũng như là tặng kèm dây kết nối cho bác luôn. Và chốt nhanh tay, nhắn tin hoặc gọi điện vào số điện thoại em nhá, 0969673336. Đúng không, chốt đẩy VN xem. 3.900.000 đồng em sẽ bao ship tặng kèm dây kết nối calo bảo hành 3 tháng, nhận hàng kiểm tra hàng thoải mái cho em. Đấy, các bác chốt nhanh tay hai con đầu tiên các bác nha. Và em cảm ơn rất là nhiều xem video của em. Hẹn các bạn những video tiếp theo nha. Xin kính chào và hẹn các bác ạ.